Lo con nó của mình chắc chắn là có thể lên được E2 thôi anh em ơi. Một em, hai em và ba em. Yo. Hello, chúc em đầu tuần thật là vui vẻ nhá. Thì đầu tuần chả có gì ngoài cốt anh em ạ. Lại phải nhập thôi. Đấy rồi, cốt tuần mới. Happy get rồi. Ơi thì đọc nhanh anh em không nghe thấy thì anh em có thể lên trang web bakame.vn mà múc nhá. Copy paste cho nó nhanh. Tội cái gì đúng không? Ok, 10 thùng bia, 20 khẩu pháo thần công bắn cho anh em vỡ đầu luôn này. Bạn bị kinh rồi. Nami con nó nào. Đầu tuần thật là may mắn ê. Rồi ôi, crocodile. Wow, hệ thông minh luôn nha. Được quá nhở. Nhưng mà thứ mình cần là Nami con nó. Còn 10 thùng nữa là mình được Nami con nó nữa này. Oh man. À đúng rồi. Vực thắm. Hôm nay nhận được quà mà. Ui giời ơi. Mở luôn mảnh nào. Ui, Luffy à, cứ tưởng là Uta cơ. Nami con nó. Ui giỏi oai cái thằng Frankie New World này. À, anh em nhìn này, video trước mình có 6 kim cương mà ngày hôm nay mình đã có 13k kim cương rồi. Thậm chí là belly của mình lên tận 200 triệu belly rồi nhá. Sự tình là ngày hôm qua mình lên được VIP 3 vào trong cái vòng quay siêu cấp này, xả luôn 350 cái xu siêu cấp này. Úi giỏi ôi luôn. À thôi lại tiếp tục chiêu mộ đi. San gì S à? 10 công nữa xem nào. Cũng không được gì. Trời ơi, mình nghi ngờ là 20 thùng này mình lại ra Nami Wano này, anh em tin không? Tin. Nami Wano. Nhận nhanh luôn phần thưởng này. Chà. Cuối cùng thì cũng phải có Nami Wano thôi. Đạt mốc thì nó cũng phải được thôi chứ. À mà này, mình bây giờ mình phân vân quá anh em ạ. 13k kim cương này thì mình nên làm cái gì nhỉ? Anh em tư vấn cho mình phát. Mình có nên là vã luôn vào đây không? 200 xu vòng quay nhá. Bởi vì là lại có thêm cái shop cỏ bùn lá nhá. Thì lại có thêm cốc bia vàng nhá. Đúng, hợp lý. Boss Akainu vã được 4 nhát này. Được thùng bia không? Có thùng bia luôn này. Có cả kim cương luôn kìa anh em ơi. Rồi luôn lại kim cương. Ui lại thùng bia. Phê thế nhỉ? Rồi. Ui giời tưởng thùng bia nữa thì lại ngoan luôn ý. Lên 14k6 kim cương rồi. Hợp thành luôn. Rồi ơi là có thêm một em Nami Wano nữa rồi. Và bây giờ thì chắc chắn là em Nami Wano của mình có thể lên được 10 sao rồi anh em. Nhưng mình lại thiếu một phôi 9 sao anh em ạ. Nâng sao nè. 1, 2, 3, 4. Múc. May là tầm này có nhiều tài nguyên rồi anh em ạ. Rồi level 100 rồi lại nâng sao tiếp anh em ơi. 1, 2, 3 và 4. Lên luôn. Mấy sao? 7 sao. Rồi thêm một em nữa này. 1 em. 1, 2 và 3. 8 sao rồi. Và cuối cùng là 9 sao luôn. Nami Wano lên 10 sao ơi. 1 em này. 2 phôi này. Lên. Ui dồi, tuyệt vời anh em ơi. Thế là có thể nâng cấp được level lên 250 rồi. Không đủ nguyên liệu á hả? Tầm này lại thiếu đáy XP. Thôi anh em ơi, mình quyết định rồi anh em ạ. Vã luôn ở đây anh em nhá. 200 xu vòng quay này. Và lần này thì mình đã có quay X10 rồi anh em nhá. Vã luôn anh em ơi. A few moments later. Nhận nhanh luôn này. Chà, khá nhiều tài nguyên nha. Shop cỏ bốn lá, 75 cốc bia vàng. Hai phát này. Có ra được em tướng SS nào không nào? Nó lại là bậc S mới đâu. Nhưng mà không sao, 5 sao là cũng được rồi. Tiếp tục xem nào. 20 cốc cuối cùng này. Chiêu mộ đặc biệt này. Nami Wano này. Anh em ơi, Nami Wano. Trời ơi, Nami Wano. Nami. Lễ hội One Piece này. Ôi vã thêm được khá cốc bia vàng và thùng bia đấy. Ui cái thùng bia thật anh em ạ. Ngon lành thế nhở. Lại cốc bia vàng này. Lại 10 thùng bia này. Có công chiêu mộ. Có ngày lo Wano. Nami Wano. Ui dồi ôi, cay thế. Từ nãy giờ là chưa ra được thêm em Nami Wano nào nữa anh em ạ. Cú thực sự luôn nha. Thế thì vào chút giận vào cái ông Akainu này. Bắn cho ông này SML luôn. Này thì không có Nami Wano này. Rồi luôn cốc bia vàng à. Thùng bia đi. Được khá nhiều kim cương này. Ở đấy lại có thùng bia rồi. Thùng bia phát nữa này. X10 phát này. Trời ơi, không có thùng bia vậy. À đây rồi, kim cương anh em ơi. 5k kim cương. Ui, 1k, 3k, 4k. Được. Cái dương này, có cái gì không? Ui dồi, hai cái dương thẻ bộ ngọc này. Mở luôn. Ủa, nhưng mà cái này để làm gì vậy? Mảnh này, Luffy Wano. Ôi giời ơi, đi ăn vậy. Ô, thành tựu lại có 800 kim cương này. Ui dồi, lại có cả thêm em Boa này. Căng cực nhờ. Và đây rồi anh em ơi, lại có 26 cái đảo kho báu. Và chắc chắn là mình lại có thêm em Lo Wano nữa rồi. Cái gì thế nhỉ? Đồng ý luôn này. Perfect nha, bây giờ mình sẽ tiếp tục làm mới. Để xem có được cái gì không nào. Có Luffy Wano không? Luffy Wano đi. Lu Wano. Úi dồi, cái gì đấy? Niji à? Ây da, Lu Wano đi. Không cần anh Sanji Vinsamok. Lu Wano. Vai nổi Nami New World. Ây da. Ui dồi ôi, thôi xong rồi. Làm mới kiểu này thì không ổn rồi anh em ạ. À mà khoan, có một Nami 10 sao. Mình có được một em nữa cơ mà. Thư. Đây rồi, cứ phải vào đấy mới ra cơ. Có thêm một em nữa rồi này. Rồi bây giờ mình ghép luôn cái ông Lo Wano để cho này ông nó lên E2 cái đã anh em ạ. Đây, cuốn trục L1 chắc chắn là cho Lo Wano lên E2 trước luôn nhá. Em nào lên được trước thì cho lên luôn. Lo Wano này, xác nhận luôn. Ok, như vậy là có hai em rồi. Hả? Thiếu cái đá này hả? Trời đất, lại phải đi huyết tế à? Thì nào thì huyết tế luôn. Lấy điểm vậy chứ biết làm sao bây giờ. Có tội là huyết tế nó không được nhiều điểm như là luyện tướng. Huyết tế nốt 2 em 4 sao nữa khả năng là lên là 20 này. Ô vẫn chưa lên à? Ảo nhờ. Đi đây,
lên không? Có luôn này, 20k kim cương nhận luôn, lại 12k kim cương rồi. Ảo thật đấy, giờ mình phải kiếm mấy em 6 sao đấy anh em ạ. 1 em này, 2 em này, 3 em này. Phải dùng đến full SS rồi anh em ơi. Và bây giờ, giây phút ấy cuối cùng cũng đã đến rồi. Lo con o của mình chắc chắn là có thể lên được E2 thôi anh em ơi. 1 em, 2 em và 3 em. Yo, E2 nào. Ôi dồi ôi, cái gì vậy trời? Tại sao lại là còn 4 ngày nữa mới mở khóa 12 sao? Hoặc có ít nhất 6 thuyền viên đạt 11 sao? Cái gì vậy? Sao lại phải chờ ngày nữa? Vãi nồi, không thể tin được anh em ạ. Không ngờ lại có cái ngày như thế này anh em ơi. Hụt hẫng vãi cả nồi. Thật sự anh em ạ, bây giờ thì mình sẽ mang lù và lo đi để đánh bạn bè tí xem nào. Cày quá. Ôi dồi ôi, hiệp cụ bư. Múc luôn bạn hiệp cụ bư xem nào. Rồi, ôi dồi, nhưng mà đội hình bạn đấy xài team kiểu gì ảo ảo đấy ta. Để toàn level mới có hơn 100 mà level cũng 73 rồi đấy. Mình thử oánh thử bạn chơi lại game này xem nào. Rồi luôn, có lo 200, lù 212. Lo của mình thì tốc khá là cao, một ulti vã được khá nhiều, nhưng mà bên đấy là có Nami Wano, bên mình thì không chơi Nami Wano, chỉ chơi đúng kiểu lù và lo, xem lù và lo sẽ đánh như thế nào anh em nhá. Múc và ai à, đau thế. Rồi luôn, xong rồi, quả này thì đi rồi, bởi vì bên bạn vẫn còn lù, thử thách cũng hơi khó đấy, nhưng mà thôi, cứ phải chấp nhận thử thách anh em ạ. Level 67, ai à, mà đã có lù 10 sao rồi, oánh thử coi, ok, xem ăn được hay không nhá. Ở bên này thì có một mình lù thôi, level 237 thì cũng hơi căng thẳng, nhưng bên mình thì có lù level 250 mà. Thắng luôn này, à, núp mắt vàng, nhưng đội hình của bạn ấy hình như là chưa có lù Wano hay sao á, có Zoro Wano và Lo, ai à, căng nha. Lo cũng 250 này, Zoro cũng 200 rồi đấy. Có cả Sanji Vinsmoke. Ui, căng thế. May mà anh Lo ở bên mình còn nộ được quả này không, tí gì sầm lờ luôn kìa. Sanji Vinsmoke của anh cũng khủng khiếp ấy. Thiêu đốt cũng cháy ghê gớm ấy nhở. Bạn cuối cùng nhá. Rồi anh em nào muốn solo mình cứ kết bạn với mình nhá. Thỉnh thoảng mình sẽ làm thử thách đi solo tí. Ui dồi ôi, một đấm từ anh Lo bên mình ở bên kia sầm lờ hết rồi. Tâm ND level giống mình này. Đấy rồi, đội của team bạn thì có Reizu hẳn đầu này, có Nami Wano cũng level 190 luôn. Ôi dồi, nhưng mà khá là yếu khi mà Lo Wano của team mình nộ phát thì ngỏm gần hết luôn, nhưng mà được hồi sinh lại rồi. Lo Wano team bạn thì cũng vẫn còn sống và bây giờ sẽ là nộ. U chà, đau, thốn. Nhưng mà bên mình có Lu Wano thì hy vọng rằng là sẽ thắng được. Vẫn thắng được bạn đấy. Thử thách này hơi khó, tuy nhiên thì cũng thắng được rồi anh em ạ. Ok, anh em nhớ đăng ký kênh, kết bạn với mình và solo để xem ai khỏe hơn nhé.